Xin chào mọi người. Hôm nay em Boy bắt đầu trải nghiệm cảm giác những trò chơi mới. Và em Boy năm nay mới 2 tuổi thôi mọi người ạ. Đây là chị của em Boy. Đây là chị Ti. Hai chị em đang chơi xe. Rồi, có hai chị em cùng chở đồ nào mọi người ơi. Rồi, một chiếc xe chạy tới. Hai chị em chở đồ gì vậy Ti ơi? Xe đó là xe gì vậy? Em Boy có một chiếc xe thông minh mọi người ơi. Xe thông minh của em Boy để xuống cho chạy nào. Xe thông minh rất là đẹp. Nào, xe thông minh chạy cùng xe tải nào. Rồi, hai chị em cùng để xe chạy nào. Em Boy để xe từ chạy nào. Rớt rồi, chị Ti sẽ gắn lại nhé. Bỗng dưng một chiếc xe lại xuất hiện mọi người ơi. Thêm một con cua. Một con cua đang bò tới em Boy. Xe em Boy ngồi im thế này. Wow, một chiếc xe lại chạy tới. Một chiếc xe kình cẩu nào. Mọi người thấy xe thông minh chạy rất là thông minh. Từ mở cửa này mọi người ơi. Wow, em Boy có những chiếc xe rất là đẹp. Bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe mới. Nào em Boy để xe tự chạy đi nào. Một chiếc xe chở xăng thì phải vừa xuất hiện luôn nào. Em Boy để xe chạy đi. Một cái gì rớt từ trên bầu trời rớt xuống. Sao em Boy ngồi im lặng vậy? Một chiếc xe tải to chạy ra và đã rớt rồi mọi người ơi. Xe tải lại chạy nữa rồi. Xe tải rất là bự. Một chiếc xe tải màu vàng. Chị của em Boy đâu rồi nhỉ? Chị của em đâu rồi? Em Boy ơi. Một cái gì vừa rớt xuống kìa. Chị của em Boy đã ra rồi. Bây giờ chị sẽ ngồi xuống chơi cùng với em nào. Một giỏ đẩy đồ chơi. Em Boy để cho xe chạy rồi mọi người ơi. Em Boy muốn làm gì đấy? Em Boy xách chiếc xe đồ chơi lên rồi. Em Boy ơi.
một xe tải vừa chạy ngang qua tôi luôn rồi mọi người ơi. À, chị đã về rồi hả? Thật là nhiều đồ chơi mọi người ơi. Đồ chơi nhiều quá, xe quá là nhiều đi. Em boy ơi, em boy để cho xe tự chạy đi nào. Giỏi quá, em boy mới có gần 2 tuổi mà em boy rất là thích xe hơi nè mọi người ơi. À, Ben, em boy gọi đó là xe Ben đó mọi người. Ô, oh, một chiếc xe Ben nhỏ từ đâu xuất hiện? Rồi, em boy có rất là nhiều xe Ben. Rồi, xe thông minh của em boy đâu rồi nào? Xe thông minh của em boy đâu? À, đó là chiếc xe thông minh. Ồ, oh, lại xuất hiện một chiếc xe đang chạy chậm tới. Ồ, oh, một xe nào đấy mình chưa xác định được nhỉ. Rồi, em boy vẫn còn ngơ ngác. Em boy vẫn chưa biết gì cả. Em boy ơi, ô, một chiếc xe cành cỏ, một chiếc xe Ben chạy vào chỗ em boy rồi. Em boy thả xe xuống cho chạy nào. Giỏi quá, xe đó là xe thông minh mọi người ơi. Ô, xe thông minh mọi người thấy không à? Đó, nếu va chạm xe thông minh sẽ di chuyển vị trí khác. Em boy thả xe xuống nào, em boy thả xe xuống nào. Rồi mọi người để ý chiếc xe thông minh của em boy nè. Xe này em boy mua gần cả tỷ luôn mọi người ơi. Xe tự chạy, tự va vào và tự di chuyển chỗ khác. Rồi em boy để xe xuống nào, để xe xuống nào em boy ơi. Để xe xuống. Rồi để xe xuống cho tự di chuyển nào. Wow, oh, xe tự chạy, chạy đủ vị trí luôn rồi. Oh, em boy có những chiếc xe rất là thông minh. À, xe này mẹ em boy mua gần cả tỷ cho em boy đó mọi người. Và xe đã chạy, tự chạy lên một khu rừng rồi. Một tí xe sẽ chạy về lại. À, chị của em boy đã đẻ nó lại đây rồi. Mọi người xem nè, xe thông minh đụng cái gì là sẽ tự động quay đầu và đi lối khác mọi người ơi. Ồ, một con cua lại nhảy lên bờ rồi. Chị của em boy đâu rồi ta? À, đây rồi, chị của em boy đã trở về rồi. Đây là người chị của em boy nè. À, em boy để chiếc xe nhỏ thông minh vào chiếc xe Ben rồi. Em boy ơi, để xe xuống nào, để xe xuống cho xe chạy nào em boy ơi. Để xuống nền nhà đi em boy. Em boy để xuống nền nhà nào. À, lại có một giỏ hàng để đi siêu thị. Chắc mẹ của em boy sẽ chở em boy đi siêu thị. À, là có một đồ mút cát. Ngày mai ba em boy sẽ mua một cái đống cát to, thật là to, về cho em boy xúc cát nhé. Vỗ tay nào. Em boy ơi, vỗ tay nào. Boy vỗ tay nào. Ồ, em boy ngơ ngác quá. Đây là tập đầu tiên cho nên em boy vẫn còn ngơ ngác lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ kêu một người chị mới của em boy ra cùng chơi nào. Chị Bi ơi. À, chị Bi đã đến rồi. Đây là người chị rất là thương em boy nào mọi người ơi. À, đó, một người chị rất là thương em boy. Rồi, một chị Ti còn lại, chắc chị Ti đi học bài rồi, học chữ. Ồ, một chiếc xe Ben chạy rồi, chạy rồi.
em boy rồi, em boy đi lấy một cái xe thông minh rồi. Mọi người nhìn nè, xe thông minh chạy, xe thông minh chạy đó mọi người ơi. Em boy đếm nào. 1, 3, 4, 5. Giỏi quá. Mới 2 tuổi mà em boy đếm được 1, 2, 3, 4, 5 rồi nào. 1, 2, 4. Lại là một chiếc xe ben khác chở đủ mọi đồ chơi đến đây mọi người ơi. Em boy đang làm gì vậy? Em boy ơi, xe thông minh đâu rồi? Rồi, em boy có lẽ là mệt rồi. Xe quá chừng. Em boy nghe chiếc xe ben đổ xuống và em boy đã ngồi dậy rồi mọi người ơi. Em boy ngồi dậy nhìn những chiếc xe rồi. Rồi, em boy mệt rồi và bây giờ em boy sẽ đi tắm. Tập tiếp theo mình sẽ quay những trò chơi của em boy cùng chiếc xe ben chở cát này nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nào. Bye bye.